Sau Nhật xin chào các bác. Em lên xong giới thiệu các con máy lọc khí Panasonic VG70, một con trong phân khúc cao cấp nhất của Panasonic các bác nhé. VG70 này đấy, có mắt cảm biến phát hiện người là con cao cấp nhất tại thời điểm ra mắt. Hình thức con này thì rất là đẹp luôn, vỏ trắng tinh nguyên bản đấy, các bác nhìn qua clip các bác thấy là máy rất là đẹp. Một con VG70 siêu vip đẹp, long lanh, trắng tinh. Máy full tính năng, đủ 5 cảm biến: cảm biến phát hiện người, cảm biến ánh sáng. Đây, sẽ tắt đèn này đó nha. Cảm biến thứ ba, cảm biến mùi, cảm biến ẩm, cảm biến bụi, phát hiện bụi. Thực con này quá đẹp luôn. Khóa trẻ em này các bạn ơi, các chức năng nhé. Giữ 3 giây là khóa. Đây. 3 giây mở. Báo phần trăm độ ẩm, hẹn giờ, Eco Navi, điều chỉnh cửa dâng, cửa vẫy, điều chỉnh tốc độ lọc nhanh chậm tự động, chế độ lọc khí buồng tự do, chế độ này không có nước đèn báo này, lọc khí tự động, lọc khí buồng tự động. Con này màng HEPA thay mới được các bạn nhé, màng HEPA thay mới luôn các bạn nhé. Cái chiếc này thì có thể dùng được cho phòng khoảng 50m² đổ lại. Đấy, lọc khí buồng, khử mùi. Cho phòng 50m đổ lại các bác nhé. Phòng khách, phòng ngủ đều ok hết. Dùng cho phòng ngủ thì càng đẹp, càng khỏe. Đấy. Đây là bình nước buồng, những ngày hanh khô hoặc là dùng điều hòa độ ẩm xuống thấp. Các bác cho nước vào trong bình này, xoay lắp ra, đổ nước vào đây. Cho nó buồng, làm tạo ẩm theo máy còn khá là đẹp này. Một chiếc máy Panasonic phân khúc cao cấp VG70 dùng được cho phòng 50m² đổ lại, 66W các bác nhé. VG70 chúng ta sẽ test thử cái chức năng bụi mịn 2.5 PM nhé. Chất lượng không khí môi trường bên ngoài các bác này đang còn đây. Sau khi qua máy thì luồng khí các bạn thấy rất là tốt nhé, xuống còn tuyệt đối luôn, gần như tuyệt đối này. Cái chiếc này em bán là 2.6 triệu, bảo hành 12 tháng, giá chưa phí vận chuyển. Bác nào lấy các bác liên hệ nhé. Chào các bác.